Mọi người ơi, đúng rồi. Noah đang livestream. Không, mới bật không sao. Đừng có nói những chuyện thầm kín là được. Vui vậy. Nhưng mà lên makeup hay là tóc? Hello mọi người. Bảo để book Đỗ Hà đi, Đỗ Hà làm cho. Đỗ Hà làm được layout đó. Mai Lê Minh còn bắt Đỗ Hà tự làm tóc mà. Kệ. Đâu em like trên Instagram nè. Hello mọi người, đau họng quá mọi người ơi. Đấy. Thay Ken vào xem và xin đinh đi Thay Ken. Ta Hà Nội em muốn trả. Không, Hà sắp đi thi rồi, Hà không ra được. Ừ? Đúng rồi, chị Phương Anh đang like. Chị Phương Anh đang like từ Paris. Ngày 11, tối 11 thì Hà bay nhá mọi người. Hôm nay thì Hà đang đi quay TVC cho khách hàng. Chắc là tầm khoảng 1-2 giờ sáng mới về cơ, mới xong cơ. Tối hôm qua thì mình ngủ được có 2 tiếng. Sáng nay lại 4 giờ sáng dậy đi. Hơi vãi. Thói cả họng. Không biết có bị Covid không. Sợ lắm nha. Cảm ơn mọi người. Các bạn khen hôm nay chị làm mắt đẹp. Không, chị không làm. Anh Lê Minh làm. Lê Minh kìa. Mọi người khen anh làm mắt. Tầm 11 giờ hay 12 giờ nhá, 11 hay 12 giờ ngày 11 thì Hà sẽ bay và sẽ đáp bên Puerto Rico vào lúc vào khoảng tối ngày 12. Thì ngày 13 là bắt đầu đồng hành cùng với ban tổ chức luôn. Hình như lịch trình của ngày 13 là phỏng vấn kín hay là quay cái gì đó, mình cũng chưa rõ, mình chưa xem lịch. Xong rồi 14-15 thì bọn mình sẽ rehearsal tập chương trình, rồi 16 thì chung kết luôn, 17 thì sẽ có một đêm gala Fantastic Lights. Chị tại là khách hàng đang cho nghỉ nên là chị tranh thủ chị like thôi, nhưng là chị không mời chị Phương Anh được. Với lại hình như chị Phương Anh cũng đang like. Ra thì mục tiêu của Hà đến với Miss World lần thứ hai này thì mình đặt mục tiêu là top 12, là mục tiêu trước mắt và mục tiêu mà mình thật sự mong muốn là bản thân sẽ đạt được. Còn nếu mà đạt được những cái mục tiêu cao hơn thì mình sẽ rất là vui và cảm thấy đó là một cái thành quả mà mình xứng đáng. Nếu mà mình đạt được thì mình sẽ cảm thấy là rất là xứng đáng với những cái nỗ lực mà mình đã bỏ ra. Nên là mọi người hãy cứ ủng hộ mình. Và mình thì sẽ hết mình với mọi người. Chào họng quá. Chị đang make up sơ đây. Sơ có đôi lông mi thôi à. Thái. Anh nhìn xem có phải cái đầu mi bên này nó bị bung không? Nhắm rồi. Cái này sao lúc em nhắm xuống em nhìn trong camera nó bị không có buồn lắm, nhưng mà nó hơi bị chúi xuống đúng không? Ừ. Lấy lên mình lên mình ra mấy cúc xương xương này lên mình làm sơ thôi. Sơ thôi nhiều quá nó ô dề. Chị Phanh chào chị, để chị xem. Hello chị Phương Anh. Em like có một tí thôi. Ừ, đi. Không mời chị được. Oh my god. Hình như thế chị Phương Anh vừa like xong á. Hiệu ứng như trên TikTok. Hiệu ứng gì? Chị đâu biết hiệu ứng gì đâu. Chị cũng chưa bao giờ like trên TikTok luôn. Anh Há mời chị Phương Anh đi. Tại là chị like chắc vài phút nữa thôi. À, Trung Nguyên ơi, khách hàng báo là bao nhiêu phút nữa thì xuống. Cả 5 phút.
Ừ, tại là hơi hơi ít thời gian đấy. Ừ, thôi cứ bấm mời chị Phương Anh nhá. Mời kiểu gì nhỉ? Mời kiểu gì? Đây. Cậu còn được cái nhiêu thì like đi. Để kiếm phim tỏ ra mọi người. Bên đấy đang mấy giờ chị? 3 giờ. 3 giờ á? Ở đây đang 9 rưỡi. Trời ơi, sướng nha. Vi vu trời Tây. Lạnh quá à ơi, lạnh quá. Chị không cầm được điện thoại luôn. Thế hả? Thế nhưng mà bay lại qua kia hả? Nhưng mà có lạnh bằng Hà Nội không chị? Cũng không ra. Không biết, chị nghĩ chắc lạnh hơn xíu. Ủa, chị không đi với chị Linh hả? Chị Linh đâu? Tôi nghĩ hôm nay lại bận một xíu việc nên là chị đi một mình. Thích nhỉ. Em thấy ở bên đấy có phở bò chị? Có cà phê à? Có cà phê. Hello đã. Anh Ba Đà. Đã à? Anh Phương Tô. Ủa hả, bây giờ em bay lại Puerto Rico 16 tháng em, 3. Em tối ngày 11 em bay lại nè. Bay hết bao nhiêu lâu? Chắc là lần này em bay ít hơn chút bởi vì là chắc là transit gần hơn ý, chắc là tầm khoảng hơn một ngày đấy chị. Vậy cũng tốt. Không tốt không chị, bay xong lần trước em bay 30 tiếng, xong đến cái lúc mà em đáp sân bay kiểu trong đầu em nó cũng còn đang lâng lâng nhưng kiểu vẫn còn đang ở trên trời ý. Vẫn cứ bay bay. Ủa chị bay sang Pháp có lâu không chị, mấy tiếng? Bay thẳng thì không lâu, nhưng mà tại vì đợt này chị đi quá cảnh đó nên là hơi lâu một xíu. Là khoảng bao nhiêu tiếng ạ? Tổng cộng tầm 20. Thế cũng gần bằng bay qua Mỹ nhỉ? Tại là em bay theo cái kiểu là mình bay để mà đúng ngày ban tổ chức nhận thí sinh ấy, nên là không có book chuyến bay thẳng qua Mỹ được. Chứ không, nếu mà book chuyến bay thẳng thì đỡ mệt thôi. Bay cho chị mệt lắm. Xong delay nữa. Thích nha. Ok, cố lên nha. Cô gái Paris. Cô gái Paris. Cô gái Paris. Đồ, giờ về nhảy cha cha cha. Mà em nói thật, chị sang đấy hợp lắm luôn ấy. Kiểu đúng cá gặp nước ấy. Trông sang đẹp, cảm ơn. Cảm ơn em. Cả nhà đợi mình vui nha. Mai em vung miệng về nhé. Đợi chị nữa. Ủa, mà cuộc thi của chị thăng mấy tổ chức? Cái gì đấy Lê Minh? Hello anh Minh. Hello Phương Anh. Đây đây, hello, nó chậm với Phương Anh nè. Đây. Hello Phương Anh. Chết đồ quá. Ghê quá. Mắt của Lê Minh không thấy đâu luôn ý. Thôi. Hãy tìm. Chơi game. Đố mọi người tìm được mắt Lê Minh. Ủa? Chị có đi với hai chị à? Hai chị thì chủ của cái cưới về mà hai chị là chủ của người có hai có chị và Linh mà chị Hiền Mai luôn, còn Linh với lại anh Lụng thì ở lại thêm mấy ngày nữa mà hình như mọi người chuẩn bị đi qua Milan chơi á. Mai mai mọi người đi qua Milan chơi à, Linh với lại anh Lụng. Thích nhỉ. Thích ghê luôn á, kiểu như tại ủa chị bạn sao không đi. Ý là chị bận hay sao mà chị không đi chơi tiếp? Tại em thấy mấy khi cũng được đi chơi mà. Chị bận lịch. Tôi về đi học tiếng Nhật đi chị. Ồ mình đi. Xỉu. Mọi người là tôi nha. Dạ. Ghé xíu thôi. Ok. Em cũng phải tắt em đi thay đồ đây. Khách hàng đang dục rồi. Bye bye. Bye bye chị. Giữ gìn sức khỏe nha. Bye bye an toàn. Bye bye chị. Ủa bây giờ là chị tự out hay là em mời chị out ra? Ồ, chị tự out. Hà hỏi cưới chị Thọ. Không nha, hỏi cưới chị Thọ là chị phanh. Đánh chị. Đúng mà lên mình cưới đi. Các bạn đang kiểu đẩy thuyền, đẩy thuyền. Mình thêm mấy cái. Xong rồi OTP. Xong ban đầu nghe tưởng đâu là cái mã OTP khi mà ngân hàng gửi ấy. Gửi bên số điện thoại. Không biết.
Bên hay nhỉ, chị vẫn học mà, chị chỉ bảo lưu kết quả học tập xong rồi chị hoãn thi thôi. Tại vì vừa rồi cái là chị thi bên Botorico là ở trường mọi người đang thi cuối kỳ ấy, thì cái kỳ sắp tới này này là chị sẽ phải thi cái số lượng môn gấp đôi so với mọi người thi của kỳ trước và kỳ này. Đội mèo, chị đang hơi đau họng ấy, nghe là cuối nói xong cái giọng hơi đáng sợ. Còn chị Linh Top kìa chị, Linh Top. Đi thay đồ như Trung Nguyên. Được chưa? Khách hàng gọi chưa? Chưa hả? Nó xuống đấy lại đợi. SOS, dạo này có cái SOS đang nổi tiếng nha, đang trend nha. Chắc là để giải cứu ai đó. Mọi người hãy giải cứu Đỗ Hà sang Puerto Rico ngay lập tức đi. Thích nhỉ, bây giờ đi nước ngoài cũng thích. Được đi chơi. Có buổi sign up không chị? Không nha em ơi, bởi vì là lần này chị đi thi thì cũng không còn phần thi gì để mà thể hiện, với lại cũng về trang phục cũng không có nhiều, chủ yếu là dùng lại trang phục cũ, còn những cái trang phục sân bay thì mới may mới thôi, còn trang phục đêm chung kết thì sẽ dùng lại cũ nên là không tổ chức buổi sign up nữa. SOS chị hả? Thôi chắc là chị phải phải tắt máy chị đi thay đồ ấy, không là khách hàng đang réo gọi chị ở dưới. Để cứu Hani đi. Thôi không để cứu ai hết. Để cứu đó à. Bye bye. Thế là xin lỗi bởi vì một chiếc live thì là ngắn ngủi. Nãy giờ nằm xong cái chả nhớ làm gì, xong lúc gần đi rồi mới nhớ là livestream. Chán nhỉ. Ok, Hà sẽ lại lưu lại lại. Bye bye mọi người. Hôm sau mình sẽ thử like trên TikTok, hôm sau chưa like TikTok bao giờ. Thế nhá, bye bye mọi người.